Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Vào sáng nay, thủ môn Tấn Trường đã có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19. Thủ thành này mới bình phục Covid-19 chưa lâu. Anh cũng nằm trong số những người nhiễm bệnh của câu lạc bộ Hà Nội trong một tháng qua, khiến đội bóng thủ đô không thể thi đấu ở 3 vòng đầu tiên tại V-League năm nay. Tấn Trường sẽ phải đợi kết quả xét nghiệm lại theo phương pháp PCR. Nếu vẫn dương tính, nhiều khả năng anh sẽ bỏ lỡ đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, theo một số thông tin mới nhất, Tô Văn Vũ cũng đã nhiễm Covid-19 và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập bổ sung tiền vệ Châu Ngọc Quang. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 14 tháng 3 và có trận gặp Oman trên sân Mỹ Đình vào ngày 24 tháng 3. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.